Rồi khít một gầu luôn. Rồi xin thân mến chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại cái kênh mương hôm bữa trước đây. Thì sau khi đã đóng toàn bộ cái số lượng cọc tre xuống cái mương này rồi các bạn ạ, thì hiện tại cái đường này đã được hoàn thiện về phần đóng cọc tre. Bây giờ thì ô tô nó đã đổ đá ở dọc bên hông của cái đường này rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của bác lái máy của chúng ta là đi giải đá các bạn ạ. Giải toàn bộ cái số lượng đá này xuống cho công nhân họ xây, họ kè. Thì đá này toàn bộ là những hòn đá to, bắt buộc không thể dùng thủ công được mà phải dùng máy móc để thi công. Đá thì đang được tập kết ở trên bờ. Bác tài sẽ phải xúc những cái hòn đá này để trải dài xuống cái phần lòng kênh mương này. Thì cái lòng kênh mương này bây giờ thì sẽ trải một lớp ra các bạn ạ. Đấy, trải để họ giải lớp đáy. Còn thừa thì bao nhiêu thì họ sẽ xây lên cái thành mương. Những cái gầu đá đang được vận chuyển xuống. Vừa khít một gầu luôn. Công nhân họ dùng tay họ bê họ giải xuống thì bao giờ mới xong được cái mương này, nhưng mà bắt buộc phải dùng máy thôi. Con này vẫn là con 100 cần dài nha. Đấy, nó đứng từ trên bờ này nó giải có thể sang mép bên kia của cái bờ mương này được, vậy nên là nó rất là tiện lợi trong cái khâu vận chuyển. Bác cần dài này đang đứng ở đây để phục vụ như là hôm đóng cọc này, rồi giải đá này, đổ hồ này, rồi vận chuyển cát đá xuống cho người ta làm. Đấy. Đây là đang lấy đá xuống các bạn. Đấy, xúc lựa lựa các bạn nha, đấy, xúc khéo đều tay, xúc để lấy chỉ lấy đá thôi, lấy đất lẫn vào, tại vì đất mà đổ lẫn vào đá thì khi mà công nhân họ xây ấy, họ lại phải mất công họ bới ra. Đấy. Đấy, một đứng ở đây có thể bới tận sang bên kia luôn. Đấy, toàn bộ bên trái các bạn là những cái cánh đồng lúa đã được gặt xong xuôi rồi. Khúc bên tay phải này các bạn, toàn bộ cánh đồng lúa đã được gặt hết rồi. Đầu dưới thì chỉ còn lại lác đác vài bác công nhân làm thôi. Thời tiết nó nắng quá các bạn ạ. Nắng quá nên là công nhân họ bắt đầu đã nghỉ rồi. Nghỉ sớm rồi. Đây, bên này là đá này. Rất là nhiều đá đây. Tập trên bờ này thì họ tập kết đá này, cát này, cả xi măng thế này. Thông thường thì công nhân thì họ cũng bao giờ họ cũng nghỉ sớm hơn là máy các bạn nhé, vì là máy bao giờ nó làm muộn nên là sẽ nghỉ muộn hơn là công nhân. Công nhân thì họ xây đá họ kè này thì họ làm từ sáng sớm rồi. Rất là đều tay chưa. Này là con 100, cô bé 100, độ gần đâu đó khoảng 9 mét gì đấy, gầu 0,3 tấc, 5 răng. Chiếc này thì cũng chuyên đi đào ao đắp bờ này. Nhưng mà đợt này thì có việc trong công trường nên chuyển sang làm trong công trường. Giải
toàn bộ cái đá này xuống để giúp cho công nhân họ vận chuyển bằng tay. Rất là đều ạ. Đá thì sẽ giải từ đoạn này đến tiếp giáp cái phần trên kia rồi. Đấy. Phần trên kia đã được giải trước rồi. Những chiếc cần dài nhất rất là lợi trong cái việc là đi nạo vét bùn và với xa. Súp đá này rất hay bị trượt. Nhiều con gần dài ấy, ắc nhất nó đã dơ dão rất là nhiều rồi, nhưng mà như con này thì ắc của nó rất là kín, làm hầu như là không dơ dão gì nhiều. Thì đã vào tầm trưa rồi các bạn ạ. Hiện tại thì máy đã giải xong một lớp đá. Bây giờ thì sẽ nghỉ để tiếp tục buổi chiều quay trở lại với công việc là rải đá cho công nhân làm việc các bạn. Đấy, máy đã đổ gọn vào một bên đường để lại một đường cho xe cộ chạy qua chạy lại. Rồi, video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần tiếp theo.